Cái lợi thế của sinh viên Đông Á, đặc biệt là cái lợi thế về các bạn được đào tạo cái tiếng Nhật từ năm đầu tiên sang sau, chính vì vậy cho nên các bạn sẽ không có bỡ ngỡ với lại cái việc khi các bạn sang Nhật. Cái thứ hai, lúc nãy hiện giờ Đại học Đông Á đang có những cái hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản, và đặc biệt khi trong cái chương trình đào tạo của Đại học Đông Á, các cái nhìn đánh giá rất là cao, đó là cái nhìn thực hành của Đại học Đông Á. Và lúc đó và các cái doanh nghiệp hiện tại thì người ta đang xây các cái phòng gọi là phòng Skill Lab, tức là những cái phòng thực tập kết hợp giữa doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó các cái doanh nghiệp Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm là cung cấp các cái trang thiết bị mới nhất của Nhật Bản để các sinh viên có thể làm quen ngay tại môi trường ở Việt Nam. Và cái vấn đề thứ hai là bên phía Nhật Bản sẽ và đưa các cái những cái giáo viên sang để dạy cho các em trước khi các em sang Nhật làm việc. Đây là cái yếu tố mà chúng tôi đánh giá rất là cao, và đây là cái sự chuẩn bị chúng tôi nghĩ là trong vòng nhiều năm mới thực hiện được cái chương trình này. Bởi vì hai lý do, bởi vì khi đưa một cái doanh nghiệp mà doanh nghiệp người ta đồng ý đưa giảng viên sang đây thì người ta phải có một sự tin tưởng hoàn toàn vào các thế hệ sinh viên ở đây để người ta đưa giảng viên sang để giảng dạy. Và cái thứ hai là để sinh viên có thể học được những cái giảng viên Nhật Bản sang đây dạy tại các cái phòng thực hành như vậy thì các em phải có một trình độ tiếng Nhật nhất định. Thì đó là những cái sự chuẩn bị mà tôi nghĩ rằng là không phải bây giờ có thể nói là Đại học Đông Á nổi tiếng, mà những cái này là từ 10 năm trước đây, từ 5 năm trước đây, những cái cố gắng của ban giám hiệu đã trong cái việc mà xây dựng cái phòng thực hành như thế này. Và hiện giờ là trong năm nay thì chúng tôi rất là vui, đó là phòng thực hành về ngành xây dựng, về ngành điện tử, và đặc biệt là các doanh nghiệp người ta sẽ đầu tư rất là nhiều và sẽ có một số cái phòng thực hành của Đại học Đông Á sẽ được phát biểu trên các cái báo chí tại Nhật Bản. Đây là những cái tại Nhật Bản người ta cũng rất là bỡ ngỡ, bởi vì Nhật Bản đang có cái chính sách tiếp nhận nhân lực. Tuy nhiên tiếp nhận như thế nào, làm sao để nguồn nhân lực đó làm việc tại Nhật Bản? Vì các bạn quý vị của mình cũng biết là cái đất nước Nhật Bản là đất nước là đóng, bởi vì đó là một quốc đảo, người ta rất là khó tiếp nhận người nước ngoài và người ta chỉ nói tiếng Nhật thôi. Thì làm sao các bạn sinh viên có thể sang làm việc được? Thì những cái chính sách như vậy của Đại học Đông Á đã chính ngược lại đang làm cho chính phủ Nhật Bản cảm thấy rất là quan tâm, và đặc biệt là cái mô hình visa internship, tức là sang Nhật thực tập một năm để trải nghiệm doanh nghiệp tại Nhật Bản. Thì ở đây cũng có hai câu chuyện, đó là các bạn sinh viên có quen được với môi trường làm việc hay không, nhưng ngược lại các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá các bạn sinh viên này như thế nào để tìm được cái phương án tốt nhất tiếp nhận các bạn sang làm việc, để các bạn làm việc lâu dài tại Nhật. Thì chúng tôi đánh giá đó là những cái nét rất là hay. Và đặc biệt là riêng ngành ô tô thì năm nay 100 em đầu tiên sẽ đi, tuy nhiên cái nhu cầu tiếp nhận tới 1.000.